Thưa quý vị, liên quan tiến trình thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Trần Đề vừa triển khai thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đi qua địa phận các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Tại cuộc họp, các hộ dân đã được nghe về ý nghĩa mục đích của dự án. Theo đó, dự án đi qua 7 xã, 1 thị trấn của Trần Đề với tổng chiều dài khoảng 26 km. Có 702 hộ và 4 tổ chức bị ảnh hưởng với diện tích đất thu hồi là gần 139 ha. Các hộ dân đều đồng tình nhất trí cao với chủ trương của Đảng, Nhà nước, đồng thời kiến nghị việc áp giá đền bù sát với thực tế. Các thửa dư những khoảng nhỏ hai bên đường đề nghị thu hồi hết, xin chuyển mục đích đất ở. Khi người dân giao mặt bằng, cần triển khai xây dựng nhanh để người dân sớm hưởng lợi từ dự án. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện bày tỏ vui mừng khi dự án nhận được sự đồng thuận cao của bà con. Qua đó, yêu cầu các ngành chức năng phối hợp với chính quyền địa phương cần làm đúng trình tự, quy trình trong áp giá đền bù, đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng đối với các hộ bị ảnh hưởng. Để dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng sớm được khởi công đúng tiến độ, Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Xuyên đã tổ chức hội nghị triển khai thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án trên địa phận xã Đại Tâm và thị trấn Mỹ Xuyên. Dự án đoạn đi qua xã Đại Tâm và thị trấn Mỹ Xuyên có chiều dài là 8,85 km, bao gồm tuyến chính, đường dẫn, nút giao. Huyện Mỹ Xuyên thu hồi đất của 371 hộ dân trên địa bàn xã Đại Tâm và thị trấn Mỹ Xuyên với tổng diện tích gần 51 ha. Các hộ dân đều đồng tình nhất trí cao với chủ trương của Đảng và Nhà nước và vui vẻ nhận thông báo thu hồi đất. Huyện Mỹ Xuyên sẽ quyết tâm thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng để dự án sớm được khởi công và hoàn thành đưa vào sử dụng theo đúng tiến độ đã đề ra. Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Sóc Trăng vừa phối hợp thông báo thu hồi đất thuộc dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng trên địa bàn xã Long Hưng. Theo đó, có 113 hộ gia đình cá nhân, 170 thửa tại xã Long Hưng bị ảnh hưởng với diện tích gần 38 ha. Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Tú mong muốn bà con có phần đất mà cao tốc đi qua ủng hộ thực hiện dự án để địa phương có thêm điều kiện phát triển kinh tế và nâng cao đời sống văn hóa xã hội. Đồng thời nhắc nhở bà con xem lại thông báo, nếu có sai sót thì điều chỉnh kịp thời. Và đề nghị bà con không thay đổi hiện trạng trên phần đất đã thông báo thu hồi để việc bàn giao mặt bằng được thuận lợi. Được biết, huyện Mỹ Tú có 5 xã thị trấn có đường cao tốc đi qua gồm xã Long Hưng, xã Mỹ Tú, xã Thuận Hưng, xã Phú Mỹ và thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa với 565 hộ gia đình cá nhân với hơn 126 hectare đất bị ảnh hưởng.